vì hành động liên kết với biệt đội tàng hình sau này. Tôi muốn tăng cường huấn luyện về khả năng phòng vệ, tiếp cận chiến đấu và năng lực xử lý nguy cơ. Đây cũng là môn mạnh nhất của tôi. Cẩn thận. Sếp Khun, sếp chơi không được với tôi đâu. Wow, sếp Khun, sao sếp chơi xấu vậy? Đối diện với tội phạm giết người biến thái, chúng có nói tình người không? Còn cô, đứng yên đó làm gì? Tôi đã nhắc ảnh, tôi tưởng sếp muốn thử ảnh nên để ảnh biểu diễn. Trong thực tế, không có nhiều phát sinh là cô cho rằng phải đem huấn luyện trở thành bản năng, ra chiêu bất kỳ mới có năng lực để bảo vệ những người khác, có hiểu không? Đó. Nhiệm vụ sắp tới đây không phải đơn giản như vậy. Hai người phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, vì để tiếp cận đối tượng trong lúc hành động không có phát súng, cũng không phải dùng thân phận cảnh sát. Khi gặp phải nguy hiểm, phải dựa vào năng lực của bản thân để giải quyết. Nên tới đây thôi. Hai người dọn hết đồ đạc đi rồi mới đi về. Rõ ràng là thua rồi còn ra quay. Chúng ta hên thôi. Hai người đấu một người, nếu không có súng thì thua hết chín con đường rồi. Huấn luyện mới vậy thôi. Nếu là thật tôi nhất định sẽ thắng anh ta. Lát nữa thay đồ xong đi ăn cơm đi. Không ăn đâu, tôi đi phòng thể hình tập thêm một lát. Tôi đi với cô. Anh không cần dọn dẹp hả? À, tới liền. Nè, bây giờ tôi mới biết cái gì gọi là con nhà giàu. Đổ rượu như đổ nước, xài tiền như xài giấy gì. Nhìn cái gì, canh chừng đối tượng đi. Tòa nhà cao tầng nào tôi cũng bao hết rồi. Chúng ta lên đó sớm hơn đi. Xem sao đã. Tên đó là người Brunei hôm trước. Ai kêu tới vậy? Đúng lúc vậy. Tôi không phải là muốn ra ngoài đâu, nhưng mà anh đã tới đây rồi thì cho anh mở mang tầm mắt. Bao sân rồi à? Còn muốn cho bạn gái tới tắm nắng nữa. Chào hỏi đi. Chào. Anh thay gái cũng nhanh thiệt đó. Cô có bảo anh bảo vệ môi trường, thích chơi hàng xài hoa. Bản thân của anh cũng là hàng xài hoa thôi. Cô đừng tưởng lượm được của báo. Tên này kêu kiệt lại miệng thối. Còn nữa, không xài được đâu. Đối với cô đương nhiên là không có được rồi. Anh bạn, tôi không ngại anh tới đây mặc dày ăn chực, nhưng mà đừng nói kiểu này với bạn gái của tôi. Tôi không ngại anh coi dép cũ là của báo, cũng tàn tạ hết rồi. Baby à, chúng ta mặc kệ mấy người đê tiện này. Chúng ta lên phòng từ từ chơi. Nè, trên đó không phải là thật chứ? Làm gì chứ, anh cũng có bạn gái mới rồi. Cứ từ từ chơi với cổ đi. Cô có đeo bộ não ra đường không? Mấy cô người mẫu này rõ ràng thuê về để chọc tức em thôi. Sunny không biết rộng lượng cỡ nào. Phía sau ngoài còn rất cao nữa đó. Là thật sao? Làm em sợ chết đi được baby. Anh hư lắm đó. Nè, vậy lần sau đi. Hả? Rõ ràng như vậy còn phải hỏi sao? Tôi và baby của tôi làm quại với nhau rồi. Em cũng kỳ nữa, chơi người ta như vậy. Em không có chơi anh ta. Em đã kêu anh ta đi chỗ khác chơi rồi. Anh ta cứ dính theo em thôi. Cái bà tám này. Hả?
Làm gì vậy? Anh nghĩ chỉ một cái túi xách hàng hiệu là có thể cua được tôi hả? Tiền thì baby tôi có rất nhiều, còn phải là trong túi mình, muốn xài thế nào thì xài, không cần phải hỏi ba đâu. Dạng như anh, muốn ngoại hình không có ngoại hình, muốn quyền không có quyền, muốn tiền thì phải hỏi xin ba của mình. Thôi bỏ đi, đi thôi anh. Bà Tám, cô giỏi lắm. Nè, tình khốn này ra bao nhiêu tôi ra gấp đôi, lên phòng với tôi. Mở tay ra, tôi kêu anh mở tay ra. Bỏ tay ra, tôi kêu anh bỏ tay ra. Tôi lên cái đầu của anh đó. Cô còn không mau xin lỗi. Xin lỗi cái gì chứ, nếu không phải anh tôi làm sao đụng trúng người ta. Được vậy chưa, có cơ hội chạy đi. Anh đừng tưởng có tiền là lớn hết nha. Không phải là gái đều có thể dùng tiền mua được đâu. Tôi mới không tham tiền của các người. À không đúng, là tiền của ba các người á. Cô nói cái gì hả, đứng lại đó. Mấy gì, cô cần khai không? Cho tiền còn giả thanh cao. Người mẫu gì, cũng chỉ là gái thôi. Gậy đủ chưa? Cho bọn họ đi, mất công làm rối cuộc chơi. Đi đi. Đừng bực tức, đừng bực tức. Còn không mau qua đây giỗi tôi đi đi tụi. Nè, nè, làm gì vậy, làm gì vậy, làm gì vậy hả? Con trai anh á, nó em là hồ ly tinh, nó là em hại chết má nó kìa. Má con bị bệnh tâm thần, bà tự sát chết đó. Nếu con còn ăn nói lung tung á, bà sẽ giả cho miệng con. Nói xin lỗi đi, con làm gì đây nữa, nhìn thẳng vào đây, con phải muốn chết hay không? Nói giúp tôi, tối nay họp. Tôi muốn đêm nay làm việc đó. Lát nữa gửi hình cho cậu.